Xin chào các mẹ tiếp tục đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay thì chăm sóc mẹ và trẻ em sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một video. Đó chính là mang thai 6 tháng thì nên ăn gì để con thông minh ngay từ trong bụng mẹ. Mời các bạn cùng đón xem video. Hãy nhấn đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần 1 nhỏ, đó là mang thai 6 tháng thì nên ăn thực phẩm gì. Một là thực phẩm giàu omega 3. Các chuyên gia dinh dưỡng và sản phụ cho biết omega 3 là một trong những thực phẩm tất yếu, không thể thiếu trong chế độ ăn uống dinh dưỡng của phụ nữ mang thai. Nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới đã chứng minh rằng mẹ bầu hấp thụ tối đa đủ omega 3 và neuron thần kinh và não bộ của thai nhi sẽ hình thành phát triển đúng chuẩn, thậm chí còn vượt bậc so với những đứa trẻ sống trong một môi trường cùng tử cung. Được biết kể từ tuần thứ 2-3 trở đi thì não bộ của trẻ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ để chạy nước rút cho quá trình hoàn thiện. Ở thời điểm này thì mẹ bầu tích cực ăn các loại thực phẩm giàu omega 3 thì chắc chắn tương lai về sau thì sẽ trở thành những thiên tài của đất nước. Những thực phẩm giàu omega 3 như là cá hồi, cá thu, cá bơn, các loại hạt như là hạt óc chó, hạt hướng dương, hạt hạnh nhân, các loại họ đậu, điển hình là đậu nành, sữa thì đặc biệt là sữa dành riêng cho mẹ bầu, súp lơ trắng, bắp cải, súp lơ xanh, dầu ô liu và việt quất. Và mang thai tháng thứ 6 thì các mẹ nên ăn nhiều thực phẩm giàu acid folic. Chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi các thực phẩm giàu acid folic. Như nhiều thông tin đề cập đến trước đó thì acid folic được chứng minh là một trong những chất nhất định phải bổ sung trong thời kỳ mang thai. Đây là thành phần quan trọng giúp ngăn chặn tình trạng dị tật ống thần kinh ở thai nhi, cũng như là một số dị tật nghiêm trọng khác, xuất môi, nứt đốt sống, khuyết tật một số bộ phận. Theo các chuyên gia sản phụ, mẹ bầu cần cung cấp khoảng 400 đến 600 microgram acid folic mỗi ngày. Chính vì thế, ngoài việc bổ sung qua đường viên uống chứa acid folic thì các mẹ cũng thể ăn một số thực phẩm chứa acid folic như là cam, quýt, bưởi, măng tây, các loại rau như là rau bila, bông cải xanh, ngũ cốc nguyên hạt, bơ, chuối, dưa vàng và các loại hạt như là hạt đậu. Và các mẹ có thể ăn thêm là trứng. Có bầu 6 tháng thì các mẹ nên ăn thực phẩm có chứa nhiều choline. Nếu mẹ bầu nào thì không biết mang thai tháng thứ 6 nên ăn gì thì chúng tôi khuyên các mẹ là đừng quên bổ sung các thực phẩm giàu choline vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình. Theo các chuyên gia nghiên cứu thì choline là một chất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cấu thành tạo lên hệ thần kinh của thai nhi. Chính vì thế mà nó có tác động cực lớn đến não bộ, các neuron thần kinh. Nếu các mẹ cung cấp đầy đủ choline cho cơ thể, thai nhi sau này sẽ lớn lên có khả năng ghi nhớ rất là tốt. Theo thông tin được tìm hiểu, chúng tôi biết được choline còn đẩy mạnh quá trình sản xuất estinchonine, một dưỡng chất dẫn truyền quan trọng trong hệ thần kinh. Những thực phẩm giàu choline mà các mẹ nên cố gắng bổ sung đó chính là lòng đỏ trứng gà, thịt lạc lợn, thịt lạc của bò, thịt lạc của gà và tôm, đậu lành, hạnh nhân và các loại hạt. 4 là thực phẩm kẽm mà các mẹ nên được bổ sung. Nếu muốn thai nhi sinh ra thông minh khỏe mạnh trong suốt thời gian mang thai, cụ thể là khi mang thai tháng thứ 6 thì các mẹ cần bổ sung cho mình thêm các thực phẩm có chứa nhiều kẽm. Nếu thiếu kẽm thì các tế bào não của thai nhi sẽ phát triển không hoàn thiện, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng chậm phát triển, thiếu khả năng trí tuệ. Được biết thì mỗi ngày mẹ bầu cần khoảng 11 microgram kẽm. Để cung cấp đủ lượng kẽm cần thiết thì mẹ bầu nên tích cực ăn các loại thực phẩm như là hàu này, cua, tôm hùm, nấm, rau chân vịt, súp lơ xanh, cải xoắn, các loại hạt như là hạt bí này, hạt điều, đậu phộng và hạt chia. Sữa thì các mẹ có thể bổ sung là sữa chua, sữa bà bầu, thịt bò, các loại thịt đỏ khác, ngũ cốc nguyên hạt và táo.